Dạ, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 10, được xây là một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hẻm trước nhà là hẻm 3 mét rưỡi. Thì nhà này vị trí của nó là tổ 1 ấp 6A, Bình Lộc B Bình Chánh. Thì từ vị trí căn nhà di chuyển ở đường Lại Hùng Cường á, là tầm 150 mét nha quý anh chị. Thì nhà này nó gần ủy ban và trường Bình Lộc B luôn. Thì giá căn nhà này là 1 tỷ 250 triệu, mua bán vi bằng. Hướng nhà là hướng đông ha. Thì bây giờ em sẽ mời quý anh chị vào bên trong căn nhà. Thì khu này là khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị. Thì nhà này ở khá là lâu rồi. Em có hỏi cái cô hàng xóm á, thì nói là khu này á, là đã ở từ năm 2008 rồi quý anh chị. Thì đồng hồ điện nước sạch là có đầy đủ rồi nha. Cái căn này chủ ở khá lâu quý anh chị. Tình trạng nhà cũng không được mới nha quý anh chị. Mình mua về mình có thể sơn sửa lại ha. Thì đây là phòng khách. Ở dưới là có bếp và nhà vệ sinh. Thì nhà này công năng khá là đầy đủ luôn. Phía trước nhà thì có luôn một khoảng sân cho mình. Thì cửa hàng rào rồi chủ đã làm sẵn rồi thì rất là chắc chắn nha quý anh chị. Thực tế căn nhà bên cạnh đó là diện tích 30, căn nhà đó em có quay lúc trước thì giá nó đã là 1 tỷ mốt rồi, thì căn này 1 tỷ 250 mà còn thương lượng nữa, có lẽ là bớt tầm 2 đến 30 quý anh chị thì vẫn còn rất là rẻ so với căn nhà bên cạnh nha. Giờ em sẽ mời quý chị lên trên lầu. Thì trên này có hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một sân phơi và có ban công nhỏ bên ngoài luôn quý anh chị. Thì trên tường nhà đó con nít nó vẽ bậy lên nó quý anh chị nên nhìn nhà nó hơi dơ một xíu nha. Thì nói chung là quý chị mua căn nhà này về tất nhiên mình phải sơn mới lại hoàn toàn rồi. Và cái phần ở dưới gần nhà vệ sinh đây nè thì mình có thể làm lại nha quý anh chị, bởi vì đồ giả đó quý anh chị có thể làm lại, với lại mình lát gạch khác luôn, bởi vì gạch này nó cũng cũ xưa lắm rồi. Thì bởi vì phía sau này nó có một nhà vệ sinh và sân phơi nữa nên quý anh chị an tâm. Nếu mình giặt đồ mình có thể đem ra sân phơi đó mình phơi luôn. Thì cái sân phơi đó là chủ để cái máy giặt đó quý anh chị. Mình di chuyển dần ra cái phía ngoài ban công. Thì ngoài đây có hai phòng ngủ. Thì phòng cũng khá là nhỏ nha quý anh chị, thì ngăn bởi tấm nhôm thôi. Cửa thì cửa lùa này, cửa thì cửa kéo qua kéo lại ha. Bên ngoài là cái ban công nữa. Nói chung nhà này nhỏ nhưng mà xây công năng rất là đầy đủ luôn. Căn này thì cũng gần ủy ban và trường học luôn nha quý anh chị. Sau này mình mua về có con cái thì mình đưa đón đi học cũng gần. Khu này là khu dân cư hiện hữu rồi. Ở rất lâu quý anh chị. Từ năm 2007 2008 tới giờ mà. Giấy tờ thì mua bán vi bằng nha. Căn này chưa có sổ hồng. Dù căn này có sổ hồng thì giá chắc chắn là nằm tầm 2 tỷ rưỡi đô lên rồi quý anh chị. Thì em sẽ quay vòng bên dưới nữa. Dạ em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em à. Quý chị nào có nhu cầu điện thoại trực tiếp số điện thoại của em bên góc trái màn hình đó. Dạ kênh của em là chuyên giới thiệu những căn nhà ở Vĩnh Lộc B, Vĩnh Lộc A và Bình Tân luôn ha. Nhà vi bằng sổ hồng gì em đều giới thiệu hết. Quý anh chị nào có bất động sản cần bán thì cứ alo em sẽ qua quay và đang bán cho quý anh chị ha. Dạ tôi cũng xin cảm ơn quý chị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau.